Donald Trump tiếp tục gọi Kamala Harris là một phần tử cộng sản. Đây chỉ là một trong các biệt hiệu mà Trump đặt cho người ta, hay có sự thật nào trong luận điệu này không? Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ, tôi là Correctable. Trước khi bắt đầu, tôi đặt mục tiêu có 600.000 người theo dõi trước cuối năm nay. Vậy nên nếu bạn đang theo dõi mà chưa đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký ngay nhé. Giờ thì quay lại với chương trình vĩ đại nhất quả đất. Tin đồn có đúng không đây? Phó Tổng thống Kamala Harris là một phần tử cộng sản máu đỏ. Đối ngược lại với những kẻ máu lạnh như tất cả những người bò sát đang ở Washington. Vâng, rất nhiều người trong các nhóm cánh hữu chắc chắn nghĩ rằng bà này là cộng sản, còn có phải là bò sát không thì chưa biết. Đây là một lời tuyên bố đang lan nhanh như cháy rừng qua những hashtag như Communism với chữ K và một số bức ảnh thú vị do AI tạo ra. Mà tôi thấy như vậy là quá quắc lắm. Đây là đang cướp đi công việc của các dư luận viên thật đấy. Người ta chỉ ra chuyện có thời điểm Harris được xếp hạng là một trong những thượng nghị sĩ tự do nhất, thậm chí còn thiên tả hơn cả nhà xã hội chủ nghĩa tự xưng Bernie Sanders. Điều này cho những người chỉ trích cơ hội chọn ra gần như tất cả những gì Harris từng nói để chứng minh bà ta theo chủ nghĩa cộng sản. Các Marx kêu gọi dùng bạo lực lật đổ mọi điều kiện xã hội hiện hữu. Vậy là Harris kêu gọi lật ngược hệ thống sau cái chết của George Floyd để gạt bỏ đi gánh nặng trước đây, và thề sẽ ra một con đường mới đi về phía trước và thậm chí là chiến đấu vì nó với vài người. Điều đó nghe giống như đang hưởng ứng hệ tư tưởng của Marx, với những người khác thì nghe giống muốn cải cách. Nhưng Trump chưa một lần chịu ngồi yên trước một cơ hội tấn công như thế, cũng đang lên chiếc xe Communism kia. Ông ấy không chỉ chia sẻ những bức ảnh Harris cộng sản mà ông dùng AI tạo ra, mà còn gọi Harris và phe dân chủ là cộng sản. Dưới trướng Kamala Harris và cộng sản cánh tả, đất nước chúng ta đang bị xâm chiếm. Đồng chí Kamala Harris là tồi tệ cho nước ta, cực kỳ tồi tệ. Bà ta là một tên cộng sản, đã luôn là một tên cộng sản và sẽ luôn là một tên cộng sản. Chúng ta phải đánh bại đồng chí Kamala Harris. Tôi dùng thuật ngữ đó vì các bạn biết thuật ngữ đó có nghĩa là gì rồi, phải không? Cộng sản. Bà ta là một tên Marxist, cộng sản, phát xít, xã hội chủ nghĩa. Bà ta thực ra không phải là một nhà xã hội chủ nghĩa, bà ta đã vượt qua cả ngưỡng đó. Chúng ta không thể để đồng chí Kamala Harris và cộng sản cánh tả ra tay với nước Mỹ, y như những gì họ đã làm với California. Những người chỉ trích cũng nói rằng cha của Harris, Donald Harris, là một nhà kinh tế học Marxist. Tuy nhiên, ông ta và mẹ bà ấy đã chia tay khi Harris mới 7 tuổi, nên tôi không biết chắc ông ấy có bao nhiêu ảnh hưởng với bà này. Mặc dù vậy, tôi thắc mắc liệu cố gắng đánh bại một Donald khác có khiến Harris cảm thấy nhẹ nhàng hơn không? Vậy là liệu Kamala Harris có thực sự là cộng sản như người ta nói không? Xem ra đã tới lúc cho tập tiếp theo của Khoan, có đúng vậy không? Đầu tiên, như chúng ta biết, không có bằng chứng nào cho thấy Harris là thành viên của một đảng cộng sản. Những bức ảnh như thế này tự nhận là ảnh chụp thẻ đảng cộng sản của Harris là đồ giả. Nhưng bạn có thể đã nhận ra điều đó rồi, và nếu bạn chưa biết, thì những bức ảnh này cũng không phải là thật, nhưng hoàn toàn có thể có người đồng ý với hệ tư tưởng Marx mà không phải là đảng viên cộng sản. Vậy, những chính sách của Harris thực chất nói lên điều gì? Vâng, không nơi nào tốt hơn là từ chính miệng của người ta. Và may mắn cho tất cả chúng ta, chiến dịch của Harris cuối cùng đã đăng tải trang chính sách chỉ một ngày trước cuộc tranh luận. Tờ Bull gọi đó là một con đường mới tiến về phía trước vì bà này là người đang đương nhiệm rồi. Nhìn vào các chính sách, chúng ta có thể thấy rất nhiều đề xuất kinh tế của bà ấy thiên về sự công bằng, là thứ mà Harris gần như đã biến thành khẩu hiệu không chính thức của mình. Vâng, bên cạnh niềm vui, niềm vui, niềm vui. Nó phải là về một mục tiêu mà mọi người nên kết thúc ở cùng một chỗ. Và vì chúng ta không bắt đầu từ cùng một chỗ, một số người có thể phải cần thêm phân phối công bằng. Trái ngược với công bằng, nơi mà tất cả mọi người đều kết thúc ở cùng một chỗ. Vậy là công bằng về đâu ra? Bạn có thể diễn giải nó theo cách nào tùy thích. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đây. Để cổ vũ cho công bằng, Harris đề xuất thu hồi lại việc giảm thuế cho những người Mỹ giàu nhất, áp dụng thuế tối thiểu cho tỷ phú, tăng thuế với việc mua lại cổ phiếu, tăng thuế đánh trên giá trị tài sản tăng thêm dài hạn cho các triệu phú và tăng lương tối thiểu. Đây là sự tái phân phối lại của cải vật chất, nhưng không giống như kiểu của Mao Trạch Đông. Tuy nhiên, điều không được nhắc tới trên trang chính sách của Harris mà lại rất gây tranh cãi là đề xuất của Harris không đánh thuế giá trị tăng thêm của tài sản chưa bán. Và chưa kể điều gây ra sự phẫn nộ nhiều nhất, kế hoạch của Harris để áp đặt việc kiểm soát giá với danh nghĩa chống lại sự moi tiền của các công ty, mặc dù có thể hơi quá khi gọi những chính sách khác là cộng sản. Nhưng các quốc gia cộng sản với nền kinh tế kế hoạch như Liên Xô thường xuyên sử dụng việc kiểm soát giá
Đây không chính xác là điều mà bạn muốn cho nền kinh tế nước Mỹ. Nếu bạn muốn tôi làm một tập chuyên về việc kiểm soát giá và tại sao chúng không tốt, thì hãy bình luận bên dưới. Tôi đảm bảo sẽ cho các bạn một lời giải thích được nghiên cứu tốt hơn nhiều so với người nào tự phong mình là một chuyên gia kinh tế, nhưng vẫn đang đầu tư vào NFT. Còn có vụ hồi năm 2019 khi Harris đe dọa sẽ thu hồi bằng sáng chế của các công ty dược nếu không chịu tuân thủ việc kiểm soát giá của chính quyền, tôi sẽ thu bằng sáng chế của họ để chúng ta có thể tiếp quản. Đúng vậy, chúng ta có thể làm việc đó. Vâng, chúng ta có thể làm việc đó. Vâng, chúng ta có thể làm việc đó. Đó là câu hỏi, bạn có quyết tâm làm việc đó hay không? Tôi có quyết tâm để làm việc đó. Ủng hộ việc chính quyền ăn cướp có thể không phải là cách tốt nhất để thu hút những cử tri đang lưỡng lự mà bà ấy đang rất cần, nhưng bà ấy làm những gì mà bà ấy cho là tốt nhất thôi. Vậy là liệu những lập trường mà Harris đã công khai có chứng tỏ bà này là cộng sản không? Vâng, có điều lắc léo ở đây. Những kẻ cộng sản, giống như những nhà tư tưởng khác, thường cố tình khiến ta khó mà định vị được lập trường của họ nhằm che giấu ý đồ thực sự của họ. Vậy chúng ta phải vẽ ranh giới chính xác ở đâu để phân rõ được ai là cộng sản? Rất nhiều thứ như nâng thuế với nhà giàu, nâng lương tối thiểu và áp đặt chăm sóc y tế toàn dân có thể diễn giải ra là cộng sản. Nhưng bạn cũng có thể nói điều tương tự về an sinh xã hội và bạn sẽ không nghe thấy phe Cộng hòa kêu gọi chấm dứt nó vì cử tri của họ thường là những người Mỹ lớn tuổi hơn. Và bạn có thể biết điều đó vì mọi quảng cáo trên kênh Fox News đều có món Metamucil ở gốc. Tương tự với lời thề trung thành, thực ra nó do một nhà xã hội chủ nghĩa viết ra, người tin rằng Giê-xu là một người xã hội chủ nghĩa. Ấy vậy, phe Cộng hòa nói chúng ta còn lời thề trung thành trong các phòng học của học sinh. Những tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa bẩn thỉu, họ đi quá xa về bên phải đến mức họ giờ ở bên trái rồi. Vấn đề là chuyện không quá rõ ràng, trắng đen đâu. Cái mà một người xem là cộng sản, có thể được người khác coi là điều khác hẳn với cộng sản, đặc biệt trong môi trường bị chính trị hóa như hiện nay. Và như chúng ta đã biết, Harris chưa thúc đẩy việc tịch thu diện rộng tài sản tư nhân. Trên thực tế, bà ấy còn khuyến khích sở hữu tư nhân bằng cách hứa mở rộng việc cắt giảm chi phí thuế cho các công ty mới và cung cấp hỗ trợ tài chính cho người mới mua nhà lần đầu. Trên thực tế, rất nhiều chính sách của Harris chắc chắn khiến những người cộng sản phải thất vọng. Ví dụ, Harris khoe chuyện đã giúp giải ngân gần 170 tỷ đô la hỗ trợ giảm nợ sinh viên cho gần 5 triệu người vay, và bà ấy đã giúp tăng mức tối đa của học bổng Pell Grant cho sinh viên đại học lên thêm 900 USD, thay vì việc xóa bỏ mọi khoản nợ và cho không tất cả mọi thứ. Xét tới việc bà ấy thích nhốt mọi thứ lại, thì chắc bà ấy không thể chịu được việc không cho cái gì đó đâu. Một số thậm chí còn cáo buộc Harris không đủ xã hội chủ nghĩa, mà thực chất là thiên hữu về những chuyện như tư pháp hình sự trong thời gian còn làm công tố viên. Vậy là bà ấy bị xem là cực tả bởi những người cực hữu và cực hữu bởi những người cực tả. Chê trách bà ấy hay nhầm lẫn khi phát biểu, bà ấy không biết mình đang hướng về đâu nữa. Nói tóm lại, tôi có cảm giác khi người ta gọi Harris là một người cộng sản thì động cơ chính là để tô vẽ bà ấy theo hướng tiêu cực nhất có thể. Giống như cách người ta gọi Trump là kẻ phân biệt chủng tộc và phát xít, những bình luận của Trump trong cuộc phỏng vấn với Blake Friedman dường như đã chỉ ra điều đó. Mỗi khi chúng ta sử dụng thuật ngữ như cộng sản để gọi bà ấy, và tôi không biết ông có biết điều này không, nhưng một số người gọi ông là phát xít. Đúng vậy, họ gọi như vậy, vậy nên tôi thấy chả có vấn đề gì khi gọi họ là cộng sản. Phải rồi, họ gọi tôi tệ hơn nhiều so với tôi gọi họ. Donald Trump đang nói chủ nghĩa phát xít tệ hơn chủ nghĩa cộng sản, phải không? Đó là điều mà một kẻ cộng sản sẽ nói, cái mũ kia màu đỏ kìa mọi người ơi. Nhưng đây là điều bạn nên quan tâm. Dù bạn định nghĩa cộng sản hay phát xít là gì đi nữa, thì mục tiêu cuối cùng mà những người nắm quyền muốn là tước đoạt quyền của bạn, tước đi tự do của bạn. Họ sẽ sử dụng mọi kiểu ngôn từ bùi tai để biện minh tại sao điều đó việc tốt, công bằng này, ra tay với kẻ xấu này. Đừng rơi vào cái bẫy đó. Vì như họ nói, bạn có thể bỏ phiếu để đi vào con đường chủ nghĩa cộng sản, nhưng bạn sẽ phải nổ súng để tìm được đường ra. Vâng, ngoại trừ cách mạng nhung. Được rồi, luôn luôn có nhiều cách nhìn cho một vấn đề mà. Đó là lý do nội dung kênh này cực khó. Tôi không chỉ nói Trump là phát xít hay Harris là cộng sản. Tôi nói về quan điểm cả hai, thật ra chọn một bên sẽ dễ hơn nhiều. Tôi có thể sẽ có lượng khán giả nhiều hơn nếu tôi nói điều mà một bên ưng ý. Nhưng đó chính là điểm đặc biệt dành cho bạn vì bạn muốn nhìn nhiều góc độ khác nhau. Vậy nên cảm ơn các bạn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ. Một lần nữa, tôi là Chris Chabot. Hẹn gặp lại.